Nhai kẹo cao su lập tức bị phạt 16 triệu đồng. Chửi thề bị phạt 1 tỷ. Quên sinh nhật thì chỉ có nước đi tù. Đây cũng không hề là câu nói đùa. Kinh khủng hơn nữa, nếu đến 25 tuổi mà chưa thể lập gia đình, bạn sẽ bị trói ra đường để thiên hạ lăng mạ. Trước đây chỉ là một trong số những điều luật kỳ lạ, buồn cười đến mức vô lý tại nhiều nơi trên thế giới. Vì những đặc thù riêng về văn hóa, tín ngưỡng hay đơn giản là chính quyền cảm thấy nguy cơ gây hại cho người dân, những điều luật độc lạ này đã được ban hành và bắt buộc người dân phải chấp hành nghiêm chỉnh. Nghe qua những điều luật này, bạn sẽ cảm thấy vô cùng may mắn khi mình sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Vậy còn những lệnh cấm cực kỳ gắt gao nào khác mà bạn có thể chưa biết? Và tất nhiên sẽ được tiết lộ trong video ngày hôm nay. Nhưng trước khi bước vào nội dung chính, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Cấm xả nước bồn cầu sau 22 giờ ở chung cư. Nếu bạn là một người hay thức dậy vào nửa đêm để đi vệ sinh, thì đất nước này chắc chắn không dành cho bạn. Tại Thụy Sĩ, việc xả bồn cầu sau khoảng thời gian 10 giờ đêm được coi là hành vi bất hợp pháp do làm ô nhiễm tiếng ồn, nhất là khi bạn sống trong những tòa chung cư. Chính quyền ở đây cho rằng việc giật nước bồn cầu gây ra tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Thậm chí nam giới còn không được đứng tiểu sau 22 giờ vì sẽ gây ra nhiều tiếng động và có thể khiến các công dân khác tỉnh giấc. Sau giờ vàng này, mọi người có thể bật chế độ đi nhẹ, nói khẽ. Tốt nhất là không nên làm gì cả ngoài việc lên giường đi ngủ để bảo toàn túi tiền trước pháp luật. Do đó tốt nhất bạn nên nhịn đi vệ sinh hoặc ít nhất là chờ đến bình minh rồi hãng xả nước nếu muốn sinh sống bình ổn ở đất nước này. Cấm chửi thề. Những ai có thói quen chửi thề hãy cẩn thận khi đi đến Dubai, Abu Dhabi vì rất có thể bạn sẽ bị trục xuất bất thình lình đấy. Đúng vậy, ở UAE, nếu người dân hoặc thậm chí là khách du lịch nếu bị bắt quả tang chửi thề, bạn có thể bị phạt tiền lên đến 70.000 USD, là khoảng 1,5 tỷ đồng. Thậm chí là ngồi tù hoặc bị trục xuất ngay lập tức. Luật hình sự của quốc gia này quy định chửi thề làm suy giảm danh dự và đạo đức của một con người. Và luật này không chỉ áp dụng cho lời nói mà còn mở rộng cho tin nhắn văn bản và mạng xã hội, gồm cả các biểu tượng không đúng đắn. Dù biết rõ luật này, nhưng cũng có rất nhiều người mắc sai lầm. Tòa án tối cao UAE tại trụ sở ở Abu Dhabi đã từng khởi tố một người đàn ông phạm tội chửi thề với đồng nghiệp thông qua ứng dụng tin nhắn WhatsApp với mức phạt 250.000 dirham, là gần 70.000 đô, nếu không bị tống vào tù. Các chuyên gia pháp luật cũng cho biết rằng nếu dùng những biểu tượng có hàm nghĩa xấu cũng có thể khiến bạn ăn cơm tù tới 3 năm hoặc phạt tiền 500.000 dirham, là tương đương 136.000 đô. Cấm buôn bán hoặc ăn kẹo cao su. Nhắc đến quốc đảo sư tử Singapore, ai cũng sẽ nghĩ đến sự sạch sẽ gần như tuyệt đối của quốc gia này. Và đương nhiên, để duy trì sự sạch sẽ đến khó tin như vậy, chính phủ Singapore đã không ngần ngại đưa ra những điều luật kỳ lạ đi kèm với mức phạt lớn. Tại quốc đảo, bất kỳ ai ăn kẹo cao su sẽ bị phạt 1.000 đô Singapore, tương đương là gần 16 triệu, và phải lao động công ích trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Không những thế, nếu ai bị phát hiện buôn bán kẹo cao su sẽ bị phạt 10.000 đô Singapore, tương đương với gần 160 triệu đồng và 1 năm tù. Chỉ trừ những loại kẹo có thuộc tính chữa bệnh như là kẹo cao su nha khoa, kẹo cao su nicotine để cai thuốc lá và kẹo cao su không được. Không những thế, kẹo cao su gây ảnh hưởng lớn đến các công trình công cộng. Những công nhân vệ sinh luôn tìm thấy kẹo cao su dính trong ổ khóa, hòm thư, nút điều khiển thang máy hoặc trên xe buýt. Điều này làm tăng giá cả dịch vụ vệ sinh, vì cậy bỏ kẹo cao su sẽ làm hư hỏng những dụng cụ lau chùi. Đồng thời, chất thải từ kẹo cao su cũng phải mất nhiều năm để phân hủy. Đây giống như một quả bom nổ chậm cho môi trường, nhất là một quốc đảo được mệnh danh lá phổi xanh của Đông Nam Á. Cấm mặc quần jean xanh. Không ai là không biết Triều Tiên là một quốc gia độc lập. Đời sống của người dân nước này luôn là câu chuyện hấp dẫn trên các mặt báo của các nước. Không nói đến những luật lệ đao to búa lớn khác, thì ngay cả chuyện ăn mặc, người Triều Tiên cũng bị hạn chế với những quy định khiêm khắc. Họ không có cơ hội tiếp xúc xu hướng thời trang thế giới, mà chủ yếu mặc quần áo đơn sắc, tối màu. Diện trang phục loè loẹt, kiểu cách hoặc là khác lạ sẽ bị coi là Tây hóa và có thể bị phạt bất cứ lúc nào. Quần jeans nói chung là bị cấm một thời gian dài ở Triều Tiên vì trang phục này được cho là gắn liền với nước Mỹ. Một bộ đồ phổ thông như vậy lại bị cấm. Vậy phụ nữ Triều Tiên thì thường mặc gì? Phụ nữ Triều Tiên thường mặc những bộ váy cổ điển từ thập niên 40, trang phục công nhân, đồng phục quân đội hoặc là hanbok truyền thống. Ngay ở thủ đô Bình Nhưỡng, việc ăn mặc của người dân bị kiểm soát rất chặt chẽ, dù không có bất cứ văn bản chính thức nào được ban hành. Phụ nữ mặc quần,
trang phục ngắn, bó sát đều dễ dàng lọt vào tầm ngắm. Một số cô gái trẻ vì muốn mặc đẹp theo trend cũng phải chọn những con đường không có canh gác nhưng cũng rất khó để qua mặt. Đất nước cấm ế. Không chỉ nổi tiếng bởi những câu chuyện đi sâu vào ký ức tuổi thơ như là cô bé bán diêm hay là nàng tiên cá, Đan Mạch còn được mệnh danh là đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Thế nhưng nếu ai đã cô đơn lẻ bóng lâu năm, chắc sẽ phải khóc thét khi sống tại đất nước này. Đan Mạch là quốc gia có bề dày truyền thống văn hóa thuộc vùng Scandinavia, Bắc Âu, một trong những truyền thống văn hóa được lưu truyền cách đây hàng trăm năm. Đó là phong tục ném bột quế vào những người còn ế khi 25 tuổi. Đối với các quốc gia trên thế giới, 25 tuổi vẫn là còn quá trẻ để tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, tại Đan Mạch, 25 tuổi mà chưa yên bề gia thất thì được coi là ế nặng. Và đúng sinh nhật 25 tuổi, bạn bè có nhiệm vụ bắt nhân vật chính, trói vào ghế hoặc là một cây cột bên đường, sau đó ném lấy ném để bột quế vào người. Đôi khi sẽ trộn thêm những loại nước khác để tăng thêm độ kết dính. Đã làm thì làm cho tới nơi tới chốn luôn. Không chỉ vậy đâu, 5 năm sau, chính xác là đến ngưỡng 30 tuổi, nếu người đó vẫn đơn phương độc mã, thì món quà sẽ được nâng cấp lên thành hỗn hợp bột quế, bột tiêu và trứng. Vì là nhân vật chính, nên bạn bè sẽ khoan hồng cho tắm rửa sạch sẽ, rồi kéo nhau mở tiệc linh đình. Cấm gì thì cấm, chứ cấm ế thì mấy anh em 25 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, chắc không dám mơ đến Đan Mạch sống mất thôi. Quên sinh nhật vợ có thể dẫn đến ngồi tù. Với nhiều nơi trên thế giới, quên sinh nhật vợ chẳng phải là điều gì to tát, cùng lắm là bị vợ trách là người đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm thôi. Nhưng cũng có nhiều người không phải cố tình quên, mà chẳng qua là vì công việc hoặc nhiều thứ trong cuộc sống chi phối nên đãng trí. Thế nhưng dù lý do gì thì những bà vợ cũng chỉ biết ấm ức, giận hờn vài ngày rồi cho qua. Nhưng tại Samoa thì không dễ dàng như vậy. Tại đây các ông chồng không được phép quên ngày sinh nhật của vợ. Nếu để người vợ phàn nàn về sai lầm khủng khiếp này với cảnh sát, người chồng có thể bị cảnh sát triệu tập và thậm chí là đi tù. Thật dễ dàng để nhìn thấy trên những con phố nhiều người chồng tại Samoa đang chạy như điên tìm mua quà bánh sinh nhật, rồi hối hả đến nơi tổ chức sinh nhật vợ. Thú vị hơn, để không bị quy là phạm tội, một số ông chồng ở Samoa đã xăm ngày sinh của vợ lên cánh tay, lòng bàn tay như một lời nhắc nhở mình không được quên ngày đặc biệt đó. Theo luật pháp quốc đảo này, mức nhẹ nhất là người chồng phải nộp phạt, thậm chí còn nặng hơn là phải ngồi tù. Nhiều người cho rằng có lẽ vì chính quyền Samoa muốn bảo vệ những người phụ nữ nên mới đưa ra những điều lệ kỳ quặc có phần thiên vị nữ giới đến vậy. Thì người ta đã chỉ ra hàng tá những điều vô lý và bất cập. Chẳng hạn như cảnh sát sẽ chẳng biết được ai là người phạm tội trừ khi những người bà vợ lên tiếng. Hay là nếu có bà vợ tố cáo chồng mình quên sinh nhật thì bằng chứng nào để kết tội anh ta? Bất chấp những vô lý tồn tại, đạo luật này vẫn tồn tại ở Samoa và có hiệu lực cho đến ngày nay. Không ít người thường nói vui với nhau rằng đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, thì câu nói này hoàn toàn đúng với đất nước Samoa. Và đó là những lệnh cấm vô lý trên toàn thế giới mà chỉ vô lý với người Việt Nam chúng ta thôi. Còn nếu bạn biết thêm về những điều luật cấm nào nữa thì hãy để lại bình luận để chúng ta biết thêm nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. À mà đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha.